Vì sao tượng Phật Di Lặc luôn nở nụ cười? Ngài cười vì điều gì? Di Lặc Đại Phật ở Tuyết Đậu Sơn hay tượng Phật Di Lặc ngồi trên đỉnh núi Cấm, tỉnh An Giang, Việt Nam? Hoặc nếu bạn đã từng một lần đến thăm những ngôi chùa dù lớn nhỏ, chúng ta sẽ dễ dàng thấy hình ảnh tượng Phật Di Lặc mặc áo cà sa, tươi cười chào đón. Phật Di Lặc là một trong những vị Bồ Tát có hình tượng đặc trưng dễ nhận biết. Hầu hết mỗi chúng ta ai cũng biết đến hình tượng của Ngài. Bức tượng Ngài Phật Di Lặc với đôi tai tròn vành đầy đặn, trái tai dài xuống vai, đầu gối chân trần nở nụ cười chân thành như lan tỏa niềm hạnh phúc đến bất cứ ai nhìn thấy Ngài. Vậy vì sao Phật Di Lặc luôn được gắn với hình ảnh một vị Bồ Tát luôn nở nụ cười? Ngài cười vì điều gì? Hãy cùng Tâm Linh Cuộc Sống tìm hiểu rõ hơn về nụ cười này nhé! Đức Phật Di Lặc, Ngài là ai? Trong Kinh Phật, Bồ Tát Di Lặc ra đời ở tiểu vương quốc Ấn Độ thời cổ đại trong một gia đình đạo Bà La Môn ở miền nam Ấn Độ. Sau này, Ngài đã trở thành một tu sĩ Phật giáo. Đến cuối đời khi viên tịch, Ngài về trời và được xem là vị Phật thứ 5. Vị Phật cuối cùng sẽ xuất hiện sau khoảng 3 vạn năm sau và thay thế Đức Phật Thích Ca khi người nhập Niết Bàn. Ngài ấy sẽ được sinh ra để kế thừa nhân quả của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thành Phật dưới gốc cây Long Hoa Bồ Đề ở thế giới Ta Bà, đạt được giác ngộ hoàn toàn. Ngài sẽ giảng dạy Phật Pháp, giáo hóa chúng sinh và chứng ngộ thành Phật. Trong hầu hết các tu viện Phật giáo, hóa thân của Bồ Tát Di Lặc được kính cẩn đúc tượng và bài trí theo nguyên mẫu của Ngài. Theo truyền thuyết, Đức Phật có chân thân là một người tai to, khuôn mặt tròn trịa hiền lành và rất hay cười. Theo Kinh Phật giáo, Ngài mặc một chiếc áo vải, thắt lưng to bản, được thắt thành một cái nơ và mang theo một chiếc bình đi bộ qua những con đường. Ban đầu là giảng dạy Phật Pháp và sau đó mang lại niềm vui, loại bỏ những lo lắng trong cuộc sống cho mọi người. Trong các kinh điển Phật giáo có viết, khi Bồ Tát Di Lặc giáo hóa chúng sanh thành Phật, không phải bằng cách hy sinh bản thân, không gây gắt khiển trách, chỉ nhờ vào tâm thiện giáo hóa, mang lại cho chúng sanh nhiều bình an và hạnh phúc. Vì thế, những bức tượng của Ngài cũng tỏa ra sự từ bi, tấm lòng khoan dung rộng lớn, dung nạp cả đất trời. Kinh Phật có nói, Đức Phật Di Lặc có rất nhiều hóa thân. Một trong hàng vạn hóa thân đó là Bố Đại Hòa Thượng nổi tiếng vào thời Ngũ Đại Phân Tranh tại Trung Quốc. Nhà sư Bố Đại, hóa thân của Phật Di Lặc. Thời Ngũ Đại tại Trung Quốc vào thế kỷ thứ 10, có một vị hòa thượng túi vải, ung dung tự tại, bình thản nói cười khắp thế gian, có tấm lòng rộng lượng, nhẫn chịu được những việc người đời không thể nhẫn. Những ai gặp ông đều gọi ông bằng Bố Đại Hòa Thượng, mang ý nghĩa chỉ vị hòa thượng đeo túi vải. Ông thường giảng kinh cho người nghèo, làm nhiều điều màu nhiệm lạ thường. Ông luôn xuất hiện mọi lúc mọi nơi với vẻ mặt tươi cười, chỉ chơi với trẻ em mặc cho có bị mắng chửi thậm tệ. Nhà sư Bố Đại được nhân dân mến phục vì có tài tiên tri thời tiết mưa nắng. Một khi ông ngủ ngoài đường, mọi người biết trời sẽ tốt. Ngược lại, lúc ông đi giày dép và kiếm chỗ tạm trú thì trời sẽ mưa. Tính tình của ông cũng rất ngược đời, được cho là theo tinh thần thiền tông. Trả lời câu hỏi già trẻ bao nhiêu, ông nói, già như hư không. Khi đến giữa chợ, có người hỏi ông tìm gì, ông trả lời, ta tìm con người. Một hôm có vị tăng đi phía trước, sư Bố Đại liền vỗ vai ông ta nói, cho tôi xin một đồng tiền. Vị tăng bảo, nói được thì tôi cho ông một đồng tiền. Đại sư liền bỏ bao xuống đất, đứng im lặng, khoanh tay không nói. Sau khi nhập Niết Bàn, mọi người mới biết ông chính là Phật Di Lặc đã hóa sinh thông qua bài kệ mà ông để lại. Di Lặc, chân Di Lặc, phân thân thiền bách ức, thời thời thị thời nhân sự bất thức. Bài kệ có nghĩa là Di Lặc, đôi chân Di Lặc, phân thân thành trăm ngàn người, đứng trước mặt người đời mà người đời chẳng hay biết. Tâm ông thanh tịnh, trong sáng như nhật nguyệt trên trời, mặc dù là một thân thể người, nhưng có thể phân thân thành hàng trăm hàng vạn người. Ông cầm túi vải đi hóa duyên khắp nơi, phân phát lương thực mình xin được cho người nghèo. Trong một bức tranh có tên Thập Tử Náo Di Lặc Đồ vào thời Minh Mạt Thanh Sơ, chỉ thấy hình ảnh của Bố Đại Hòa Thượng vóc dáng mập mạp, phanh ngực lộ bụng, miệng cười sảng khoái. Nhìn thấy tay phải của ông cầm chắc Phật Châu, ngồi dựa vào túi vải, đám trẻ hoặc là bám trên vai, hoặc là nắm kéo tay ông, hoặc là giật lấy cả cây thiền trượng, hoặc là giằng lấy chuỗi Phật Châu. Sự quấy phá của đám trẻ
và tấm lòng từ bi nhẫn nại của ông khiến cho bức tranh sống động như thật. Nụ cười từ tấm lòng nhẫn nhục. Trong cuộc hành trình khất thực của mình, ông gặp rất nhiều ánh mắt kỳ thị, xa lánh của mọi người. Nhưng ông không giải thích, không quan tâm, không tức giận, không ăn miếng trả miếng. Ông thường khuyên người ta học cách nhẫn nhục. Trên đời này quả thực thị phi, yêu ghét là rất nhiều. Nhưng nghĩ kỹ lại thì có thể làm được gì? Nếu có thể mở rộng tấm lòng thì có thể nhẫn được khuất phục. Nếu như có thể buông tâm xuống được thì có thể xua tan màn đen. Dù là đối với người tri kỷ hay là oan gia, đều có thể chung sống hòa hợp. Trong tâm không vì yêu hận mà tổn thương và phiền não, thân tâm tự nhiên điển đạm tự tại. Nụ cười từ tấm lòng khiêm tốn, cởi mở. Hình ảnh của Phật Di Lặc tượng trưng cho tấm lòng bao la bác ái. Ngài luôn bao dung những điều khó dung thứ trên đời, nói lời tử tế và luôn mỉm cười. Cười vào những kẻ lố bịch trên thế gian. Việc chịu đựng người khác không phải là thể hiện sự kém cỏi và yếu đuối của Ngài, mà nó thể hiện lòng thương xót đối với người đó. Khi ta khoan dung với lỗi lầm của người khác, chấp nhận nhiều ý kiến khác nhau, chịu đựng nỗi đau vì hạnh phúc của người khác, thậm chí hy sinh bản thân mình, thì đã đạt đến sự bao la bác ái mà Ngài muốn truyền dạy. Hòa thượng Bố Đại, hóa thân của Bồ Tát Di Lặc, còn có khả năng tự tay cấy lúa. Ông thường hay nói với nông phu rằng, tay cầm mạ non, gieo phúc điền, cúi đầu liền thấy trời trong nước. Ông đã dùng lời hết sức giản dị rõ ràng nói với người đời, những ai hay vui vẻ bố thí thì có thể không ngừng gieo cấy ruộng phúc của mình. Khi bạn cúi đầu, nhẫn chịu được khí tức trong lòng, lại có thể ngay trong khoảnh khắc cúi đầu đó nhìn thấy bầu trời rộng lớn hiện ra trong nước. Thì ra bầu trời cao như không với được kia chính là ở ngay trong mắt chúng ta. Vậy nên Hòa thượng Bố Đại nói, lùi về sau hóa ra lại chính là tiến về phía trước. Đặc biệt là khi tranh cãi với ai đó, hãy học cách khiêm tốn, vì độ lượng đối với người khác là đang mang lại niềm hạnh phúc cho chính mình. Nụ cười từ sự vui vẻ, lạc quan. Theo truyền thuyết, Bố Đại Hòa thượng đã từng tu hành tại chùa Hưng Nghiệp. Sau đó ông du hành khắp nơi để giảng dạy Phật Pháp. Hành trang mang theo chỉ đơn giản là một chiếc túi lớn bằng vải bố được buộc trên đầu thiền trượng. Túi vải này có thể đựng mọi thứ, thấy vật xin vật, thấy cơm xin cơm. Ông không lo lắng, không vướng bận, chỉ cần đặt túi xuống là có thể nhẹ nhàng vui vẻ, sống một cuộc sống hạnh phúc. Hình ảnh Hòa thượng Bố Đại vác chiếc túi vải du ngoạn nhân gian dường như đang muốn nhắc nhở thế nhân, mọi phiền não của thế gian như những vật được cho vào túi vải, gánh lên vai sẽ cảm thấy rất nặng, nhưng khi đặt xuống lại rất nhẹ nhàng. Khi buông bỏ hết mọi ân oán trong lòng thì sẽ thu được vô lượng phúc đức dùng mãi không cạn. Có thể thấy rằng một người sống trên đời chỉ cần không mưu cầu sẽ có cuộc sống đơn giản và thoải mái. Ngược lại, nếu cứ mù quáng theo đuổi ham muốn, càng đuổi càng mệt mỏi, chán nản, thất vọng. Dù trong tình huống nào cũng nên duy trì một tâm trí vui vẻ, lạc quan, không đặt nặng vấn đề vật chất. Trong Phật giáo, nụ cười của Đức Thích Ca được gọi là nụ cười an lạc, nụ cười của Đức Phật Di Lặc là nụ cười hoan hỷ. Nếu trong cuộc sống chúng ta luôn trao đến nhau những nụ cười vô nhiễm, thì đời sống này sẽ an lạc biết bao. Tượng Bồ Tát Di Lặc ngồi trên cao, chân mày giãn ra, miệng cười tươi rộng rãi. Ngài dùng ngôn ngữ yêu thương của Phật Pháp để gần gũi chúng sanh. Chúng sanh nhờ thái độ từ bi và tử tế của Ngài mà trở nên thiện lành, hạnh phúc. Nếu thấy video này ý nghĩa với bạn, đừng quên chia sẻ video đến bạn bè và người thân. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến tất cả các bạn.